một ngày em sẽ không ở đây, lấy đâu ai đợi anh về chứ? Nếu một ngày trong những cơn say gọi em bằng tên giấc mơ chưa đầy, nếu một ngày ta sẽ không gặp nhau, nhớ nhau không hay lại yêu vội vã? Nếu một ngày, nếu đến một ngày, ngày buồn trong đời người, anh mang theo nỗi nhớ bên mình, sợ quên tháng ngày có em, giữ thật dấu yêu thương trong túi, tìm lại đôi chút yên bình một thời. Ngày có em vì em anh đã vui như chưa từng, ngày có nhau vì nhau anh muốn mình mãi thế thôi. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, yêu thương trao nhau là khoảnh khắc không rời. Ngày cách xa nhận ra không thể quên, quên một người, ngày biết bên cạnh nhau nhưng chỉ là một giấc mơ. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ. Từ cái bữa mà chị đi á, Mai Lan càng khó tính. Em làm cái gì á, con bé nó cũng chê hết trơn á. Biết rồi á hả, em nản quá chị ơi. Thôi, đừng có lo. Tôi sẽ không để cho Mai Lan nó tự tung tự tác nữa đâu. Bà đâu rồi? Bữa giờ á là bà cứ ở miết ở trong phòng bà với phòng thờ thôi à. Ừ, thôi được rồi. Vào đi. Em xem rồi ký giúp chị để chị quyết toán. Bởi vì hôm nay cũng là ngày cuối để mình thanh toán cho bên cung ứng rồi đó em. Chị ra lệnh cho em đó hả? Đâu có đâu. Cái này để em xem sao. Khi nào em kiểm tra xong rồi sẽ gọi cho chị. Từ đây tới chiều, nếu như không có chuyện gì, chị đừng tìm em. Vậy thôi, chị về phòng làm việc. Alo. Bọn tôi đã xong việc rồi, còn lo thanh toán số còn lại nữa nha. Khoan đã. Mấy anh có tông mạnh không? Có chắc là cô ta sẽ hư thai không? Cô em bị điên hả? Cái này là tông xe chứ có phải là cho nó uống thuốc phá thai đâu mà chắc chắn là hư thai. Đừng có mà lằng nhằng. Tôi bỏ một đống tiền ra thuê các anh thì tôi phải đảm bảo là mình đạt được mục đích chứ. Biết đâu mục đích của cô đã hoàn thành. Mày nha, đúng bây giờ tối nay cô phải thanh toán cho chúng tôi. Chú đã chuyển 200 triệu cho con rồi đó. Dạ, con cảm ơn chú.
Con sẽ cố gắng gửi lời chú sớm nhất. Đúng là ngoài ba mẹ và bà nội của con, chú là người thương con nhất. Những khi con cần thì chú luôn ở bên cạnh, còn con thì luôn ngờ vực chú. Giỡn thôi, làm gì căng như vậy. Đi lo công chuyện đi. Bây giờ cả bà nội và Trang đều mất bình tĩnh. Con nghĩ là phải cần có thời gian để họ suy nghĩ thêm chú ạ. Thưa mẹ, đứng trước di ảnh của chồng con xin được dùng cả sinh mạng của mình để lập lời thề là từ trước tới bây giờ con chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chồng con hết. Vậy tại sao hôm đó chị không nói ngay đi, chị không nói ra liền cho tôi biết mà chị lại giận dỗi bỏ đi? Con xin lỗi mẹ. Tại vì lúc đó con thấy mình bị xúc phạm, cho nên con đã cư xử không đúng. Mong mẹ tha lỗi cho con. Chứ không phải là bây giờ chị muối mặt quay trở về để xin lỗi cho tụi nó à? Chị thừa biết rằng không bao giờ tôi chấp nhận cho con Trang vô nhà này làm cháu dâu. Nó là một con hèn hạ, tôi không chấp nhận. Nó không được phép bước chân vô ngôi nhà này. Thật ra thì con cũng giống mẹ thôi, con cũng đâu muốn Bảo Nam lấy Trang đâu mẹ. Nhưng mà cứ nghĩ tới cái thai trong bụng của Trang, nếu như thật sự nó là giọt máu của Bảo Nam, chẳng phải đó là điều tốt sao mẹ? Giọt máu của gia đình thì làm sao có thể bỏ nó lưu lạc bên ngoài được. Cho nên con mới trộm nghĩ là cái chuyện cưỡng sinh á thì mình không cần phải tính bây giờ, cứ đợi Trang nó sinh con ra rồi sau đó mình sẽ xét nghiệm huyết thống coi có phải là giọt máu của mình hay không, rồi lúc đó mình tiến hành nhận cháu hả mẹ? Quán này không vậy hay mày lộn? Chắc chắn quán này mà. Vậy sao không thấy? Thì từ từ thấy. Cái nết mày á nghi lắm. Gì? Mấy lần trước tao lộn thôi, nhưng lần này tao chắc chắn là đúng. Đâu rồi ta? Trời. Giờ làm sao? Kéo ghế qua đây, kéo ghế qua đây. Kéo ghế qua đây. Selfie, selfie. Nhớ cái điện thoại lên. Rồi, ok. Quay cho thấy đằng sau kìa. Ok. Không thấy. Mày cầm đi. Thế nè. Thấy chưa, thấy không? Xoay máy lại. Nói chút. Chụp đi, chụp trước. Trời đất ơi, sao dữ vậy nè? Cái vết này có sâu không con? Dạ không ba, nó chảy xước nhẹ ngoài thôi ạ. Rồi bị ở đây thôi, trong người con có bị gì nữa không? Không, con bị chảy xước ở chân thôi ạ, không sao đâu ba. Sao con không điện thoại cho ba? Tại lúc đó con sợ quá, con kiếm chỗ nào đó chạm xá gần đó con vô con băng bó. Với lại con sợ ba lo, con đâu có dám gọi đâu. Khám xong rồi con đi về luôn. Chết rồi, con chưa kịp gặp khách hàng nữa. Thôi cái chuyện đó không quan trọng đâu. Ba lo là đứa bé trong bụng kìa, nó có sao không con? Cũng may là không sao. Lúc mà con vô khám á, bác sĩ kêu con đi siêu âm liền. Hên quá ba. Nhưng mà bác sĩ dặn con á là không có được va chạm mạnh, sợ là động thai. Hai cái thằng đụng con á, có phải một thằng mặc áo khoác có hình cây dừa, cái thằng ngồi sau mặc áo khoác màu đỏ, đúng không? Ờ, đúng rồi. Ủa, mà sao ba biết vậy?
Hồi sáng ba đi chợ về, ba thấy nó đứng bên đường, nó nhìn vô nhà mình á. Ba mới nghi ngờ, ba nhìn lại nó thì nó quảnh qua, nó chỉ gì miếng đất bên đó. Ba tưởng đâu là nó đi coi đất. Không lẽ nó là phe của thằng Vinh? Con dạ. Để ba nói với thằng Nam tìm cách giải quyết nha. Thôi ba, nhà anh Nam đang rối lắm, anh đang giải quyết chuyện bên đó. Mình nói thì anh càng rối thêm thôi. Với lại gia đình mình có nhiều vấn đề quá, con nghĩ là không nên kể cho anh nghe đâu. Cô dọn xong cái quầy nước á, tí nữa cô vô cô dọn luôn cái toilet nha. Bây giờ khách người ta tinh ý lắm, vô cái toilet á mà thấy dơ dái hay là không sạch sẽ, mất vệ sinh á là người ta không có ghé nữa đâu. Ai mà vô đây vô tới xới thì sao để kiểm tra, rồi dọn chi cho nó mệt. Mình để sức khỏe mình làm những công chuyện khác nữa. Người ta vô đây quan trọng là cà phê ngon không. Tính tiền gì ơi. Dạ. Ra liền. Nãy uống gì vậy cưng? Hai ly. 50. Thì khách trả thì bỏ vô đây chứ bỏ đâu, tự nhiên hỏi bỏ tiền nước vô chưa. Đâu, hồi nãy giờ con đứng đó con thấy cô lấy ra 150 à, chứ cô chưa có bỏ tiền nước của khách vô. Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha, nói cái kiểu này không khéo là nói tôi ăn cắp phải không? Dạ không phải ý con nói cô ăn cắp, mà là cô có khi nào cô quên cô bỏ tiền vô không? Quên cái gì mà quên, tôi lấy tiền xong rồi tôi bỏ vô trong đây nè, quên cái gì mà quên, ngộ quá à. Thì... ý con là con nãy là con thấy cô lấy ra 150 thối cho khách thôi, chứ con không có thấy cô bỏ tiền vô. Ủa rồi bây giờ không lẽ là buôn bán không bỏ tiền vô đây? Không lẽ tôi bỏ túi quần tôi? Bây giờ cô nói cô bỏ vô rồi đúng không? Cô bỏ bao nhiêu? 200. 200 đúng không? Đúng. Rồi bây giờ cô coi có tờ 200 không? Tiền chẳng là con bỏ vô đây hết luôn rồi nè. Ủa, hai cô cháu tâm sự chuyện gì mà rôm rã quá vậy? Rôm rã đầu ông chứ rôm rã gì. Tôi buôn bán tôi bỏ tiền vô đây rồi mà nó nói là không khác nhau, nó nói tôi ăn cắp tiền vậy. Không phải con nói cô ăn cắp mà cô có quên bỏ vô không? Hồi nãy là cô nói cô bỏ vô 200 đúng không? Đúng. Rồi bây giờ cô coi có tờ 200 không? Lộn. Đưa hai tờ 100. Ủa. Rồi khách nào lạ vậy cô? Tự nhiên uống tiền nước có 50.000 à. Đưa cô hai tờ 100 để cô vô cô lấy tờ 150 ra cô thối lại hả? Thì giờ khách thích người ta lấy tiền lẻ, giờ người ta kêu mình thối thì mình thối chứ sao? Giờ bây giờ hỏi tôi hỏi ai? Hả? Nói chuyện cái kiểu đó, thái độ này là nghi ngờ tôi ăn cắp phải không? Con không có nói cổ ăn cắp mà con nói là cổ quên bỏ tiền vô sao? Tao lấy trong túi tao ra không có gì đâu. Con giả trong mỏ mày đen á, mày tin không? Rồi. Thì bây giờ cô coi túi của cô coi có tờ tiền không? Nè. Giờ kìa có anh đây nha chưa? Nè, túi tôi nè, có không? Nè, có không? Tao giả trong mỏ mày được chưa? Được chưa? Thôi bình tĩnh, làm ăn chung với nhau nhiều khi có sự hiểu lầm á mà. Hai cô cháu đừng có căng thẳng quá. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Thôi. Trời đất ơi, tôi buôn bán ở đây tôi làm rất là nhiệt tình, tôi cực khổ cỡ nào. Rồi, mà xúc phạm danh dự tôi vậy, biết tôi không nóng. Thôi bây giờ tôi tính vậy nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, về cái khâu pha chế á thì bà phụ trách. Ừ. Còn cái khâu mà thu tiền á thì để thằng Tiến phụ trách. Vậy đi. Nói vậy đi còn dễ nghe. Ừ. Trời đã nói không có mà còn ráng nói có. Bỏ đi. Con giả mà. Làm hết hồn. Con, bà tuy hơi tào lao nhưng mà được một cái nha, pha chế giỏi, ngon, tính tình nhanh nhạy. Bây giờ mà tìm được người như vậy á khó lắm con. Anh. Ủa? Có sáng gì giờ anh có lên mạng coi chưa vậy? Khách sạn mình bị dính phốt to đùng rồi kìa. Phốt gì? Có chuyện gì? Đâu đơn coi.
Ủa cậu Bảo Nam mà. Ơi đúng là anh Bảo Nam rồi. Gửi liền cái link này qua cho anh. Nhanh lên. Em vừa gửi cho anh rồi đó. Rồi rồi rồi, cảm ơn em. Ai gửi cho tôi nữa. Dạ tôi nghe anh Tâm. Alo, chị Phương hả? Dạ. Chị đọc báo đi chị Phương. Cái đường link em mới gửi qua cho chị đó. Người ta đồn là khách sạn mình bị phá sản. Rồi cậu Nam đó là phải đi làm phụ bếp cho nhà hàng. Chị coi liền đi. Cái đường link em gửi rồi đó chị. Dạ, dạ. Rồi, chào chị. Chuyện đó thiệt không? Có khách sạn mình mà phá sản thiệt không? Bậy bạ, làm sao khách sạn phá sản được? Rồi, mọi người cái... có chuyện gì vậy? Chào chị. Em đưa chị coi đi. Dạ chị coi đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Mọi người đừng đi đồn bị bạ. Dạ tôi biết rồi. Đừng để chuyện này đến tai nội thôi. Dạ. Chào chị. Thôi thì em đi làm việc đi. Đừng nghĩ hết. Chị Phượng. Dạ mẹ. Thằng Nam nó đi làm phục vụ. Nó làm đầu bếp cho nhà hàng từ lúc nào vậy? Dạ. Dạ. Trả lời đi. Còn nữa, ai phao cái tin là khách sạn phá sản? Là ai? Dạ. Tin thì ngày nào cũng tràn ngập trên mạng mà mẹ. Mẹ đừng có lo, không có chuyện đó đâu. Có nghĩa là chị cũng biết. Nhưng mà chị đang cố bưng bít phải không? Dạ. Nếu như người quen không cho tôi biết, chị định qua mặt tôi tới lúc nào? Điện thoại kêu thằng Nam. Kêu con Mai Lan nữa. Dạ dạ dạ. Biểu tôi nói về liền. Dạ dạ. Dạ chị. Thật ra hôm bữa là em bị tai nạn trên đường đi, cho nên em không đến gặp chị được. Chứ không phải là em cố tình tránh né chị đâu. Vậy em ký hợp đồng bồi thường cho chị đi. Chị còn rất là nhiều việc để giải quyết. Còn nếu mà em nói em không có bầu á, đi cùng với chị đi ra phòng khám siêu âm ngay bây giờ. Ok. Bỏ TikToker trong phạm kìa. Hình như có bầu nữa. Đúng là em có thai ngoài ý muốn. Nhưng mà khỏi nhân gì vậy hết. Em vi phạm hợp đồng, còn gì để bàn bạc nữa. À chị, em chỉ mới có thai được 7 tuần thôi. Cái thai còn nhỏ lắm. Tầm 2-3 tháng nữa thì vẫn chưa lộ bụng đâu. À hay là bây giờ như vậy đi. Em sẽ không nhận cát xê bên chị, nhưng mà em vẫn chụp hình và quảng cáo sản phẩm cho bên chị như thỏa thuận ban đầu. Chị thấy sao? Em mặt dày thiệt đó. Nhưng mà chị không vì cái lợi ích nhỏ nhặt đó mà bán rẻ công ty của chị đâu. Em à, em muốn thành công á, trước tiên em phải thành nhân. Công ty của chị sống được đến bây giờ là nhờ sự tin tưởng của khách hàng. Chị bút em á là vì thấy em tử tế, độc lập. Chứ đâu có ngờ rằng em lại là người chà đạp lên đạo lý như vậy. Nè, chị quá đáng rồi đó. Một cô gái trốn nợ, đã từng kết hôn, còn bây giờ thì mang thai ngoài ý muốn. Em không muốn người khác xúc phạm mình, sống tử tế vô. Chị, nếu em không muốn tiếp tục bị bóc phốt á, trong vòng 15 ngày nữa thanh toán đủ cho chị. Là ai? Ai là người kể cho chị những chuyện bị đặt đó? Những lời chị nói mà em cho là bị đặt á, có thể kiện chị ra tòa. Chị không muốn dồn ai vào đường cùng đâu. Nhưng chị càng không chấp nhận được những kẻ chà đạp lên niềm tin của người khác như em. Chị biết
chị. Mình chưa có tính tiền nè chị. Chị, của mình chưa tính tiền. Dạ. Em nhờ chị đăng bài đính chính giùm em nha. Dạ không có chuyện đó đâu chị. Dạ. Cảm sự nhờ chị ạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Bảo Nam nó sắp về rồi đó mẹ. Tôi không nghĩ là cô lại mặt dày như vậy. Cô thông đồng với thằng Minh định phá nát cái gia đình này nè. Tôi không để yên cho cô bày trò nữa đâu. Dạ nội ơi, các bên đối tác liên tục gọi hỏi con là có phải khách sạn mình sắp đóng cửa rồi không. Con đã cố gắng giải quyết nhưng mà khách hủy phòng nhiều lắm nội. Dạ nội bình tĩnh lại đi nội. Con có nhờ bên báo chí đăng bài đính chính lại giùm mình rồi. Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi ạ. Tại sao vậy Nam? Hả? Tại sao mà con để cho thằng Minh nó thao túng con như vậy? Nó hứa cái gì với con mà con đi làm phụ bếp cho nhà hàng của nó hả? Nội, chú Minh không hứa gì với con cả. Là con đã tìm đủ mọi cách để xin chú Minh vô làm việc ở nhà hàng. Là lỗi của con, không phải là lỗi của mẹ hay là chú ấy đâu nội. Tại sao? Tại sao con không muốn thừa kế khách sạn? Xin lỗi nội đi con. Nghe lời mẹ, xin lỗi nội đi. Con xin lỗi vì làm nội thất vọng. Nhưng con thật sự muốn trở thành một đầu bếp giỏi hơn là chủ một khách sạn, công việc mà con không hề yêu thích theo sự sắp xếp của nội. Sao không có? Bà nội. Mẹ. Đừng ngồi xuống với nội. 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 Mẹ. Nội. Sao mẹ? Bác gái ổn rồi chị. Bác đang được truyền thuốc nên sẽ ngủ từ 4 đến 5 tiếng nữa. Nhưng bác cần ở lại ít nhất 2 ngày nữa để theo dõi. Các chỉ số cho thấy huyết áp của bác liên tục tăng cao. Gia đình phải hết sức chú ý vì rất dễ nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Tránh làm bác xúc động mạnh. Cảm ơn cô nhiều lắm. Người nhà đi theo tôi để làm thủ tục cho bác. Hai đứa ở lại đây với nội nha. Mẹ đi làm thủ tục. Đã biết là nội không khỏe rồi, sao anh còn nói vậy? Anh nghĩ sớm muộn thì nội cũng biết thôi. Cho nên là anh nói sự thật cho nội biết luôn. Sự thật là để nội thất vọng vậy đó hả? Anh có biết là nay ích kỷ lắm không? Bà nội chỉ có anh là hy vọng duy nhất. Mà nói xử với nội như vậy hả? Anh biết là nội sẽ buồn. Nhưng mà anh tin từ từ rồi nội sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Anh nghĩ là nội sẽ vui khi mà thấy anh hạnh phúc. Ý là sao? Là anh vẫn muốn làm trái ý nội. Anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ làm đầu bếp và cưới Trang. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy suốt đời. Ngay cả khi bà nội không đồng ý. Anh nói rồi. Nếu thật sự nội thương anh thì nội sẽ chấp nhận mọi chuyện thôi. Đâu có ai nhân danh tình thương mà áp đặt và kiểm soát, muốn người khác sống theo ý của mình chứ. Anh đang ám chị em đó hả? Anh chỉ muốn gia đình mình yêu thương vui vẻ hạnh phúc bên nhau thôi. Không phải là kiểm soát hay áp đặt nhau. Anh đi ra coi mẹ làm thủ tục sao? Chị mới chuyển cho em 20 triệu. Thực hiện bước tiếp theo đi. Sau khi đăng clip, thuê người đến quán cà phê của ba nó làm và cả nhà riêng của nó đang ở, quậy nát cho chị. Ok la chị yêu, em cũng đang rất là háo hức coi nó sống kiểu gì.
anh tập trung lo cho bà nội đi, đừng lo cho em và con quá. Coi như số tiền mà anh vừa chuyển cho em mượn để đền hợp đồng cho người ta. Nhưng mà em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả cho anh sớm nhất. Anh với em mà khách sáo vậy sao? Em chỉ cần ăn uống đầy đủ, bồi bổ cho sức khỏe là trả nợ cho anh rồi đó. Khi nào nội khỏe, anh sẽ qua thăm em. Dạ. Anh nhớ hai mẹ con lắm. Lời nhớ nhung của anh em đã ghi nhận rồi. Cố gắng phát huy nha. Bye bye. Ừ. Chúc hai mẹ con ngày mới tốt lành. Con nhớ uống sữa bầu và ăn hết tô cháo đó nha. Ba qua phụ quán 1 tiếng, trưa ba về. Chị Trang ơi, chị thật sự là như thế nào? Chị có bầu thật à? Chị đã từng kết hôn và lừa đảo mọi người sao? Sự tin tưởng của khách hàng. Chị bút em là vì thấy em tử tế, độc lập. Chứ đâu có ngờ rằng em lại là người chà đạp lên đạo lý như vậy. Còn nếu mà em nói em không có bầu á, đi cùng với chị đi ra phòng khám siêu âm ngay bây giờ. Ok. Thật là em có thai ngoài ý muốn. Nhưng mà em khỏi nhân vậy hết á. Em vi phạm hợp đồng, còn gì để bàn bạc nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đi, qua đây phụ tôi bán cà phê hả? Ăn sáng chưa con? Ngồi xuống. Có chuyện gì mà con lo lắng quá vậy? Ba Tiến, hai người hồi sớm giờ có lên mạng chưa? Trời đất ơi, sáng giờ khách khứa lu bu, bận tối mặt tối mũi, đâu có thời gian rửa mặt đâu, lấy gì mà cầm cái điện thoại. Ba bỏ quên điện thoại ở nhà,
mà có chuyện gì vậy con? Con bị lộ clip. Cái gì? Thông tin là con có thai. Với lại thông tin con đám cưới với Vinh ở dưới quê ba. Con chắc chắn chuyện này là chị Baby làm. Sao con biết? Wow. Đi đốc cơ Trang Phạm đây sao? Ê, người nói tiếng là tụi bay. Ôi trời 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 trời. Ôi. Ủa? Tao nghe nói là có bầu với đại gia rồi mà. Sao còn bán cà phê ta? Ngộ ha. Chi? Tao không hiểu tại sao năm lần bảy lượt mày hãm hại tao. Ủa mày ghen tị với tao lắm hả? Đúng rồi, tao ghen tị với mày lắm. Tao ghen tị với mày tại vì mày ăn kem trước cổng đó. Mày trời ơi, tưởng mình có giá lắm hả bánh bèo? Cô kia, cô quay cái clip này của con gái tôi đúng không? Ôi trời, đâu biết gì đâu ta. Biết. Ôi mắc cười quá à. Tụi này tới đây là tụi này uống cà phê. Tụi này hóng drama. Ông có quyền gì mà ông đuổi tụi này. Ê, mà ông chú, ông chú cho xin một ly nước vô liêm sỉ đi. Không, ý là một ly sữa tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đó. Mất dạy. Biến hết đi. Ở đây không có bán nước cho lũ cặn bã như mấy người. Này, nói cặn bã thế. Khách hàng thượng đế đó nhá. Không có chuyện thích thì bán, không thì thôi bạn ơi. Nè, khách hàng là thượng đế hả? Thượng đế như cái lũ tụi bay á, thì lên trời mà mua. Ê, có khi nào đây là tác giả của cái thai không? Ê, nói mới nhớ nha. Có khả năng á. Ê, cũng đẹp trai, mà tiếc là nghèo. Chua chua chua, đã vậy còn bị cha con nhà này á giặt trội lòng. Ôi chua. Tụi bay, tao chỉ tưởng là tụi bay ngu dốt thôi. Ai ngờ tụi bay còn hèn hạ nữa. Được, tụi bay cứ bám đuôi tao đi. Nhưng mà tao cấm tuyệt đối tụi bay không được xúc phạm ba tao. Ê trời, trời ơi. Làm như cha con mày hiền lắm vậy. Cũng phải lừa gạt người ta thôi. Có phải tử tế đâu mà cấm tụi tao xúc phạm. Hôm nay quán nghỉ bán, còn muốn kiếm chuyện á thì đừng có trách. Gà dịch đó, thì cứ thật sự tin mình là gà dịch đi. Đừng có nghĩ mình có thể bay cao bay xa như thiên nga nha. Biết nè, tụi bay biết chưa? Biết chưa? Hả? Trời, cái gì vậy? Đi đi, đi con xà. Lũ mất dạy. Thôi kệ nó đi con. Để yên chị cái đám mất dạy đó. Ngồi xuống đi con. Alo cô nghe. Con Trang Phạm nó đang ở đây nè. Hả? Thứ chuyện hết chị ta. Lần trước á, có hai thằng giang hồ theo dõi con Trang rồi tông nó. Chú nghĩ là thằng Vinh nó dàn dựng. Nhưng mà hồi nãy cái đám quỷ đó lại sỉ giả con Trang, thì đâu phải là của thằng Vinh. Chú thấy sai sai thì sao? Con cũng nghĩ vậy hả chú? Cái gì vậy? Con trời đất ơi, sao vậy nè? Trời con Trang đi bệnh viện. Trang ơi, Trang ơi, con sao không con? Dạ chú. Không cần đi bệnh viện đâu ba. Mà con có sao không? Con không có sao. Hồi nãy con té, con có cầm cái thanh sắt đó đó, chỉ đau tay nhẹ thôi à. Ủa, mà ai đổ nước xà bông giữa đường đi vậy? Tôi. Trời đất ơi, cô Lý, tự nhiên trước cửa toilet
cô đi đổ nước xà bông từ lum tùm la vậy hả? Cô thấy nó dơ quá, cô tạt xà bông định chút trà cho nó sạch mà chưa kịp trà, với đâu có biết Trang trong toilet đâu. Mà làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Xin lỗi anh mà, cô xin lỗi nha Trang, cô không biết gì hết á. Dạ không sao đâu cô. Đừng giận cô nha. Con Trang mà có bệnh nể gì á, mà tới xấu với tôi á. Cô xin lỗi mà. Đi vô trong phòng nghỉ đi con. Không sao đâu cô. Gì mà anh không nghe điện thoại vậy ta? Mày nghe nè Mai Lan, tôi đã nói với bà rồi là tuyệt đối không được gọi cho tôi. Lỡ gia đình bên này biết rồi sao? Thì mẹ điện á. À không, cô điện thoại báo với con là cô té rồi đi chụp hình, không có bị gãy xương, chỉ bị bong gân sơ sơ thôi à. Rồi cô gọi cho tôi để làm gì? Muốn đòi tiền tôi hả? Chuyện tôi giao làm không xong, người ta vẫn bình yên vô sự, còn cô thì bị bong gân. Đúng là cả đời cô không làm chuyện gì nên hồn hết. Thì cũng làm theo ý con là tạt nước xà bông đó, con dặn sao làm y vậy mà. Chuyện cũng đã hư rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô nhớ là tuyệt đối đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Có chuyện thì tôi sẽ gọi, mà cái chuyện này á, giữ kín cho tôi. Đâu rồi? Không. Lấy ra biểu coi. Cái gì vậy anh Công? Cái gì vậy? Trời ơi, tôi giúp con gái anh mà giờ cái chân tôi nó đau quá trời. Quay cái gì? Bà còn kể lễ nữa hả? Bà hại con gái tôi, bà chưa hỏi thăm nó, bây giờ bà kể lễ cái gì? Sao bà ác quá vậy bà Lý? Ngay từ đầu tôi đã biết bà không phải là người tử tế gì. Lần này tôi không có tha cho bà đâu. Chú Công, mình gọi công an xuống đi chú. Cậu ông Công, tôi lại ông mà ông Công, ông đừng có gọi công an. Tôi biết tôi sai mà ông Công. Tôi biết tôi sai rồi. Ông thương ông tha giùm tôi đi mà ông Công. Thật ra tôi không có muốn làm chuyện đó đâu. Ai sai bà hại con gái tôi? Ai? Mà tôi ai? Thằng Vinh. Trời ơi, tôi nói thiệt là tôi có đi đánh bài mà tôi bị thua, tôi thiếu tiền nó. Rồi nó mới điện thoại cho tôi, nó nói là bà tìm cách để cho tôi hại con ông Công, rồi tôi mới trừ nợ bà, chứ thôi là bà chết với tôi á. Tôi sợ quá nên tôi mới làm. Thực ra tôi cũng có cái nỗi khổ của tôi mà ông Công. Thằng chó đó có nói cho bà biết nó đang ở đâu không? Nó hình như là nó đang ở Sài Gòn, mà nó nói là nó có thể giết người bất cứ lúc nào. Kể từ ngày mai bà đừng có tới quán tôi làm nữa. Ông Công. Tiến đủ việc bà Lý rồi đó con. Dạ con người nham hiểm quá. Bà sợ là thằng Vinh nó quay trở lại Sài Gòn. Ba, con nghĩ là mình không sống được ở đây lâu đâu ba. Nhưng mà
bây giờ con có con với thằng Nam rồi, ba phải tính sao? Hay là để ba nói chuyện với thằng Nam? Thôi ba, anh Nam mới vừa bồi thường hợp đồng cho con. Con định là khi nào có tiền con sẽ trả tiền lại cho ảnh. Mà bây giờ tự nhiên cái mình lại nhờ giả ảnh nữa. Không được đâu, nhờ nhiều quá người ta khinh thường mình đó ba. Ai vậy? Con. Ba. Con vô nhà đi. Để ba báo công an phường. Thôi ba, mắt cũng rất rối lắm. Trang ơi, có sao không con? Con có sao không? Ba ơi, con nghĩ là mình không ở đây được lâu nữa rồi. Làm sao đây ba? Tụi nó không để mình yên đâu ba. Thôi, con bình tĩnh đi. Cái việc của con bây giờ á là phải giữ gìn sức khỏe. Mình còn có thằng Nam mà. Không có dễ đâu ba, gia đình của Nam không dễ chấp nhận con đâu. Con có quá nhiều vấn đề, khó lắm. Chị Phượng à? Dạ. Chị sẽ thay tôi qua nhà bé Trang. Chị kêu bé Trang nó về để sống. Nhà mình có điều kiện tốt để chăm sóc cho em bé hơn. Nói. Con tôi xin cháu cho gia đình chị, chứ không muốn cưới con Trang làm dâu hả? Dạ. Tôi chỉ có một mình con Trang, đứa con duy nhất. Tôi không muốn con tôi bị thiệt thòi. Tôi không đồng ý. Lan, mai mốt em vô phòng tụi anh em phải gõ cửa chứ. Nội kêu hai người xuống ăn cơm kìa. Nếu mà cháu không hỗ trợ cho Nam được trong cái chuyện sự nghiệp thì cũng đừng để mình trở thành gánh nặng của nó. Nấu những món tổng bộ để cho cháu ăn, không phải là cho cháu đâu, để cho đứa bé trong bụng không thích, không muốn, cháu cũng phải ăn. Ăn cho hết. Chắc là cháu rõ ý tôi rồi chứ. Tôi nhắn tin cho anh thì anh không trả lời. Còn Mai Lan thì đăng hình của anh với cô ta trên mạng xã hội với dòng trạng thái hạnh phúc. Mọi người thì vô bình luận là anh với cô ta đẹp đôi quá. Vậy anh nói thử đi, tôi là cái gì của anh hả? Tôi là cái gì? Vậy là bà quan trọng cái thai hơn là bà quan trọng cảm xúc hay là con suy nghĩ cái gì hả bà? Cô nghĩ là tôi rước cô về đây để tôi làm gì? Để chăm sóc, để hầu hạ cô hả? Ở trong nhà này chỉ có một bà nội thôi.